chị Hiền sướng nhất hội đấy. Thảo nào mà mỗi ngày một trẻ đẹp ra ấy nhờ. Chị đúng là có phúc đấy. Có con dâu á, vừa đẹp người đẹp nết, lại còn khéo léo đảm đang như thế được chứ. Con trai tôi cũng đẹp trai lắm, mà nó cũng biết làm tất ấy, chả kém gì đâu. Tôi thấy bảo cháu Đức đi châu Âu sắp về đúng không bà? Vâng, chắc là cuối tháng cháu nó về đấy ạ. Các chị ăn đi, ăn tự nhiên nhá. Vâng. Thấy bảo bà giúp việc nhà chị ấy, làm theo giờ, vừa đảm đang lại vừa khéo léo đúng không? Mà hôm nay chắc là bà giúp việc cũng nấu chứ. Một mình cô Khánh làm sao mà về kịp rồi lại chuẩn bị những món thịnh soạn như thế này được. Mẹ ơi. Cái gì? Mẹ. Bỏ ra đi. Đóng vai mỡ rồi ôm mới chở ấp. Lại xin tiền gì? Không. Nhưng mà con bảo, con cũng lớn rồi. Hay là mẹ cho con làm thêm nhá. Cái gì? Đi làm thêm á? Vâng, bảo con làm đầy ra, đầy tiền. Rất là chủ động luôn. Dẹp. Mẹ. Nhưng mà ở nhà bao việc sao không làm? Định đi làm ở đâu? Mày định cơm nhà vác tù và hàng tổng đấy à? Có nghĩa là cuộc sống của sếp mình cứ xoay quanh công việc thế ạ? Đúng rồi. Sếp không nghỉ ngơi, không đi du lịch hay đi hưởng thụ gì ạ? Never. Là chính xác là chưa bao giờ luôn. Đại loại là một năm không nghỉ phép một ngày nào, không đi muộn một phút nào và không chậm deadline một lần nào. Wow. Wow. Mà heo ơi, cái cuộc sống như thế nó mệt mỏi nhỉ. Mình sống cứ như là thánh rồi, như là đi tu thì nó mệt mỏi vô cùng luôn ấy. Tôi là tôi khóc gần luôn ấy. Mà chết. Tin không? Mọi người tin không? Mọi người tin không? Tin gì ạ? Tin gì ạ? Sếp của mình ấy, từ xưa đến nay ấy, chưa yêu ai. Mà chưa yêu ai là vẫn còn chứ gì. Cứ để im tôi nói cho hai em nó hiểu á. Nói chính xác ra ấy, sếp mình ấy là nguyên đai nguyên kiện đấy.